Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 6 năm 2024. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Quốc hội khóa 15 bước sang tuần làm việc thứ ba của kỳ họp thứ bảy với nhiều nội dung quan trọng. Theo chương trình, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 6, tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa, thể thao và du lịch. Trong hôm nay ngày 4 tháng 6, các đại biểu Quốc hội tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ Bình Thạnh thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2024, Ban Thường vụ Quận Đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 300 chiến sĩ tình nguyện. Lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 là sự khởi đầu đầy ý nghĩa để tuổi trẻ Bình Thạnh thực hiện các công trình, phần việc tạo nên những dấu ấn đặc biệt cho đợt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Bình Thạnh lần thứ 7 và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Với các hoạt động hưởng ứng cụ thể như tổ chức các sân chơi khoa học vui, trò chơi dân gian, sân chơi vui học ngoại ngữ, trao tặng học bổng dành cho thiếu nhi, ra quân tổng vệ sinh, cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời và phát tờ gấp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thực hiện sửa chữa hệ thống điện và trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bàn giao công trình sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho chiến sĩ hành quân xanh, chương trình Trái tim hồng vì sức khỏe cộng đồng, khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng và tặng quà cho thiếu nhi. Bắt đầu từ năm 1994, những chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên đã tạo những dấu ấn mạnh mẽ không chỉ trong đoàn viên thanh niên mà còn ở khắp nẻo đường, mọi mặt trận và trong lòng người dân, những nơi mà chiến sĩ tình nguyện hè đã từng đến. Bằng những hành động cụ thể, các chiến sĩ tình nguyện đã dấn thân cùng xã hội, góp sức xây dựng địa phương, quê hương ngày càng giàu đẹp. Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2024, và kỷ niệm 52 năm ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 1972, ngày 5 tháng 6 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động phong trào Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng phong trào, mỗi gia đình hội viên phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, thực hiện mô hình gốc xanh gia đình hội viên phụ nữ, góp phần đạt chỉ tiêu 1 triệu cây của thành phố Thủ Đức, 10.000 cây xanh do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát động và 1 tỷ cây xanh trong 5 năm của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại công viên Phạm Đông Lễ, phường Thành Mỹ Lợi, cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân cùng trồng cây kiểng và cây phân tán. Ngoài ra, 34 cơ sở hội tại thành phố Thủ Đức cũng phát động trồng cây tại địa phương, góp phần mang thêm màu xanh, tạo bóng mát để người dân quanh đây có môi trường sống tốt. Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng tham gia hội thi vẽ tranh lấy ý tưởng từ bản đồ của thành phố Thủ Đức và các hoạt động bảo vệ môi trường như là trồng cây xanh, thu gom rác thải và thu gom pin tái chế các loại chất thải độc hại, đồng thời là tuyên truyền sử dụng các phương tiện thay thế những phương tiện xả khí thải ra môi trường, ví dụ như xe đạp điện, ô tô điện. Và trong cái hoạt động môi trường hôm nay, không những Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cát Lái mà trong cái bản đồ đó là đều có 34 phường của thành phố Thủ Đức, thì là mỗi phường đều chung tay thì góp phần xây dựng thành phố ngày càng sạch đẹp và văn minh hơn. Từ phường đến chi hội và các câu lạc bộ trực thuộc của Hội Liên hiệp Phụ nữ của thành phố Thủ Đức, sau khi mà chúng tôi là hàng tháng hàng quý chúng tôi thu được những cái loại vật dụng tái chế rồi phân loại ra rác nguy hại, phối hợp với phòng tài nguyên môi trường giao về cho chỗ là bộ phận công ích. Và bên cạnh đó là những cái vật mà tái chế còn sử dụng được á, tôi sẽ tiếp tục làm những cái vật dụng để trang trí ở công viên hoặc là các phòng hội họp và triển lãm ở các cái văn phòng của hội. Còn lại là chúng tôi bán ve chai lấy tiền để sử dụng cái tiền này để tiếp tục chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi khuyết tật trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Để góp phần là thực hiện cái chương trình là mục tiêu là
giảm hộ nghèo. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức cũng ra mắt mô hình biến rác thải tái chế thành tiền giai đoạn 2024-2026, trao giải hội thi vẽ tranh chung tay bảo vệ môi trường năm 2024 với chủ đề Vì thành phố Thủ Đức xanh sạch, hiện đại, thân thiện môi trường, và tổ chức ngày hội Góc xanh, sống sạch, đổi rác thải tái chế, rác nguy hại, nhận quà. Thành phố Hồ Chí Minh mới bắt đầu vào mùa mưa 2024, nhưng tình trạng ngập nước đã xảy ra trên một loạt tuyến đường. Trong đó, địa bàn thành phố Thủ Đức chiếm đa số, với nhiều điểm bị ngập rất nặng, ảnh hưởng tới sinh hoạt và đi lại của người dân. Từ vùng đất cao thành rốn ngập, cho thấy trong quá trình phát triển thành phố Thủ Đức còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, nhất là hạ tầng kỹ thuật vừa thiếu vừa yếu. Giải bài toán ngập nước đang là vấn đề cần đặt ra cho thành phố Thủ Đức ngay bây giờ. Hình ảnh này được ghi lại trong các trận mưa vào tháng 5 vừa qua. Đường Võ Văn Ngân, khu vực chợ Thủ Đức, thành phố Thủ Đức mênh mông biển nước. Nắp cống bung, người xe ngã nhào khi cố vượt qua dòng nước chảy xiết. Đáng chú ý là dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân vừa đưa vào hoạt động, nhưng xem như không hiệu quả. Nghe nói làm hệ thống thoát nước mấy trăm tỷ. Ở đây ai cũng phấn khởi, cũng nghĩ rằng năm nay sẽ hết bị ngập. Không ngờ lại ngập nhiều hơn như vậy nữa. Ngập mà bà con trở tay không kịp luôn, nguyên một cái chợ Thủ Đức bà không ai không được thiệt hại. Ngoài nguyên nhân lượng mưa quá lớn, khu vực chợ Thủ Đức ngập nặng, còn bởi địa hình thuộc vùng chuyển tiếp từ vùng gò đồi giáp ranh tỉnh Bình Dương hướng về vùng ven sông Sài Gòn, khiến nơi đây như một lòng chảo hứng trọn nước từ nhiều tuyến đường dồn về. Theo chính quyền thành phố Thủ Đức, dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân không giải quyết ngập cho chợ Thủ Đức, mà chỉ xử lý thoát nước, thu nước mặt đường, hạn chế tai nạn cho đường này và giảm ngập 20% lưu vực chợ. Các chuyên gia cho rằng cần tách dòng, cải tạo kênh rạch hệ thống thoát nước quanh khu vực mới cứu được chợ Thủ Đức. Cái dự án Võ Văn Ngân chúng ta mới giải quyết được cái đoạn ở đoạn bên trên. Thế còn cái đoạn từ chỗ cuối hạ lưu ra chỗ rạch cầu ngang ra rạch Thủ Đức và để ra sông Sài Gòn thì chúng ta vẫn còn đang chỗ đấy vẫn chưa có cụ thể hóa, thì cái đó chính là cái gây ra những cái cản trở. Và một trong những cái yếu tố nó chính là một trong những cái nguyên nhân gây ngập trong cái đợt vừa qua. Từ vùng đất cao, Thủ Đức nhiều năm nay thành rốn ngập của thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là khu vực chợ Thủ Đức ngập tồn tại lâu. Điều này được nhìn nhận bởi hạ tầng thoát nước địa phương cũ thiếu, yếu và chưa được đầu tư đồng bộ. Thành phố Thủ Đức đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Thêm vào đó, một số dự án chống ngập thi công chậm, chưa hoàn thành việc kết nối thoát nước với các tuyến sông, kênh rạch tự nhiên. Một số kênh rạch bị đất cát, cỏ rác, lục bình bồi lắng, chưa được nạo vét, gia cố nên hạn chế việc thu thoát nước. Trung tâm cũng đã triển khai tức là nạo vét thông thoáng tất cả cái dòng chảy của cống mà cái đoạn mà cái trục chính rồi có khả năng gây ngập, ví dụ như cụ thể như khu vực chợ Thủ Đức, Dương Văn Cam, Đặng Thị Đành, mở rộng cái rạch cầu ngang lắp đặt bằng cái cống thì tăng khả năng thu nước, thì dự kiến cái để mà khởi công cái công trình thì quý 1 năm 2025 sẽ triển khai. Ngoài việc tập trung nạo vét khơi thông các dòng chảy, từ tháng 6 năm 2024, thành phố Thủ Đức sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chống ngập nhằm tăng khả năng thoát nước. Về lâu dài, Thủ Đức sẽ ưu tiên đầu tư các công trình thoát nước ở khu vực hạ lưu, đặc biệt là dự án mở rộng rạch Thủ Đức để đồng bộ hóa hệ thống thoát nước từ nội đô ra kênh rạch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước tình hình cháy diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy ở các khu trọ, chung cư mini và đình chỉ hoạt động những cơ sở vi phạm. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 234 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng. Một số địa bàn hành chính xảy ra cháy nhiều là thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh. Do đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thực hiện tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy với cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngang phòng cho thuê chung cư mini, nhà ở tập thể, chung cư cũ, xử lý 100% hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạm đình chỉ hoạt động theo đúng quy định. Các cơ sở vi phạm bắt buộc phải khắc phục những tồn tại vi phạm về phòng cháy. Tính đến cuối năm ngoái, trên địa bàn thành phố có gần 60.500 cơ sở nhà chung cư, nhà trọ, ngang phòng và cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao.
Thưa quý vị, sự kiện đáng chú ý trong ngày đầu tuần là 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, Agribank, BIDV và Vietinbank cùng công ty SJC triển khai việc bán vàng trực tiếp cho người dân. Ngay khi mở cửa ngày giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC đã giảm sâu xuống dưới 80 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, dù giá thế giới tăng nhẹ, ghi nhận của phóng viên HTV. Tại các điểm bán vàng của 4 ngân hàng Vietinbank, Agribank, BIDV và Vietcombank, khá đông khách hàng đến xếp hàng lấy số chờ đến lượt. Để mua vàng, khách hàng chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản rồi nhận vàng ngay. Giá vàng bán ra tại các ngân hàng là 79,98 triệu đồng một lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với giá ngân hàng nhà nước bán cho các đơn vị này. Giá ngày hôm nay thì nếu mà so với cách đây 1-2 tuần thì giá đã rất là giảm so với thời kỳ đỉnh 90-91 triệu một lượng. Thì cho nên giá hôm nay là dưới 80 triệu rồi thì mình thấy là cũng hợp lý và mình kỳ vọng là giá cũng sẽ tiếp tục giảm. Thì không có, tại vì trước đây thì cũng đã thấy có thông báo là đến mua thì sẽ mang theo giấy tờ tùy thân. Căn cước công dân thì mình tới, mình cũng đã có tài khoản ở Vietinbank rồi thì giao dịch cũng khá là thuận tiện và nhanh chóng. Đây là cái mức giá mà thấp nhất tại thị trường và tôi nghĩ rằng là thị trường cũng, các cửa hàng trên thị trường sẽ giảm giá và lúc đó thì tôi sẽ cân nhắc tôi mua. Hiện tại tôi có chỉ mua khoảng 5 lượng thôi để còn nghe ngóng thị trường. Có bán thì rất là dễ dàng, nhưng mà bây giờ có khác cái trước một chút là mình phải đem theo giấy tờ tùy thân, căn cước công dân đó, để làm mình làm thủ tục. Với lại ngoài ra còn có thêm cái suất hóa đơn điện tử. Thì cái suất hóa đơn điện tử này thì hơi mất thời gian cho mình một tí. Nhưng mà do ra thì sau này mình sẽ có lợi hơn về sau. Tại vì nếu như mà sau này mình đi bán thì có cái hóa đơn đó mình cũng sẽ dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Thưa quý vị, đà lao dốc liên tục của giá vàng trong nước đã khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp khoảng cách lại. Hiện giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch khoảng 10 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, cách đây vài tuần thì mức chênh lệch này khoảng 17 đến 18 triệu đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ tiếp tục việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Theo đại diện một ngân hàng, do số lượng vàng bán ra ngày đầu cho khách hàng hạn chế, ngân hàng chỉ phục vụ số lượng sẵn có. Cụ thể, Vietinbank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 1 giờ mở bán, ngân hàng cũng đã bán hết 150 lượng vàng được phân bổ trong ngày. Để tránh tình trạng phải chờ lâu vẫn hết hàng, các ngân hàng đều hỗ trợ khách hàng đăng ký trước số lượng vàng muốn mua ngày mai. Theo đó, ngân hàng sẽ đáp ứng đủ số lượng vàng khách muốn mua. Trong trường hợp dự kiến mua vàng với khối lượng lớn, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, khách hàng chuẩn bị sẵn thông tin để khai báo hoặc thực hiện mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại nhà nước trước khi giao dịch hoặc thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản để thuận tiện nhanh chóng hơn trong giao dịch. Ghi nhận của phóng viên cũng cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng không được mua vàng trực tiếp từ ngân hàng nhà nước cũng ngay lập tức giảm giá vàng. Có thể thấy giá vàng hạ nhiệt ngay sau khi ngân hàng nhà nước tuyên bố tạm dừng đấu thầu vàng và bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại cùng công ty SJC, bước đầu là giải pháp hiệu quả. Các ngân hàng cho biết chỉ bán vàng miếng SJC cho khách hàng cá nhân chứ không mua vào, còn công ty SJC thực hiện tất cả các giao dịch mua bán vàng miếng SJC. Giá bán vàng miếng SJC căn cứ vào giá quy định từ ngân hàng nhà nước. Các ngân hàng thương mại được chỉ định và công ty SJC sẽ xác định và công bố giá bán trên website của các ngân hàng, công ty SJC và tại các địa điểm bán vàng. Giá mua từ ngân hàng nhà nước là giá cố định và thống nhất cả 4 ngân hàng. Và giá bán thì hiện nay chúng tôi cũng thực hiện theo đúng quy định ngân hàng nhà nước là cộng tối đa 1 triệu. Hiện tại thì chúng tôi trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước do được mua từ ngân hàng nhà nước với cùng một giá nên chúng tôi đang có một thỏa thuận chung là chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bán vàng theo một giá đối với khách hàng. Cái giá bán ra thì bây giờ là cái giá chỉ đạo theo đúng chỉ đạo rồi, còn cái giá mua vào thì trên cái tình hình thực tế giữa cái sự mua bán cung cầu thì cái nhu cầu của thị trường người ta bán như thế nào thì trên đó chúng tôi sẽ xin ý kiến để chúng tôi điều chỉnh cho kịp thời. Và đối với nhân dân thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là mọi người lựa chọn lúc mua và lúc bán để tránh có những cái thiệt thòi không đáng có. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu cung ứng ra thị trường hơn 1,8 tấn vàng, nhưng mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%, đi ngược lại mục tiêu đấu thầu vàng và thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới. Điều này cho thấy bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung cầu, không loại trừ có khả năng thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị trường vàng. Vì vậy, giải pháp bán vàng thông qua 4 ngân hàng thương mại cùng công ty SJC cho thấy hiệu quả ban đầu qua việc giá vàng đã bắt đầu giảm nhiệt đáng kể. Giá này là có nghĩa là chạm trực tiếp vào giá của thị trường luôn. Và chúng ta có thể thấy là cái sự phản ứng rất là tích cực của thị trường khi mà vào chiều
chiều ngày hôm nay mới chính thức là các ngân hàng thương mại bán ra cho người dân. Nhưng vào hồi cuối tuần trước thì giá vàng trên thị trường đã giảm rất là mạnh rồi. Cái giải pháp hiện nay so với cái giải pháp đấu thầu trước đó là tốt hơn rất là nhiều. Với cái quyền hạn của mình thì ngân hàng nhà nước đã luôn có những cái giải pháp mà gọi là tiếp thu những cái ý kiến từ chuyên gia cũng giống như là từ thị trường để mà điều chỉnh. Ngân hàng nhà nước cho biết việc bán vàng của các ngân hàng và công ty SJC vì mục tiêu ổn định thị trường, không vì mục tiêu lợi nhuận. Với nguồn lực dồi dào và các công cụ hiện có, ngân hàng nhà nước có đủ khả năng để kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới một cách nhanh chóng và tăng khả năng ổn định thị trường, duy trì một cách bền vững. Hiện các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục đối diện với những vấn đề nan giải như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và gần đây là tình trạng nắng nóng cùng với hiện tượng đảo nhiệt đô thị gây thời tiết thất thường với nhiều cơn mưa lớn trong thời gian ngắn, làm ngập nhiều tuyến đường. Thực trạng này đang làm nóng lại câu chuyện hạn chế phương tiện cá nhân. Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, lộ trình hạn chế xe cá nhân tại các đô thị phụ thuộc rất lớn vào mạng lưới vận tải hành khách công cộng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với các địa phương trong công tác quản lý, phát triển giao thông đô thị, lấy giao thông công cộng làm nền tảng. Trong thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục cùng các địa phương đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức giao thông theo hướng khuyến khích nâng cao tỷ lệ vận tải công cộng phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Nội dung chi tiết sẽ có trong bài viết đẩy nhanh lộ trình hạn chế phương tiện cá nhân trên báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay. Thưa quý vị, cấp thiết mở rộng đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc mở rộng đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ giúp kết nối thuận lợi với các trục đường giao thông chính của khu vực, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại. Từ đó, góp phần phát triển hệ thống giao thông trong khu vực, phát triển kinh tế của khu vực. Đặc biệt, dự án mở rộng đường nối còn thuận tiện cho việc giao thông và hạn chế việc ùn tắc vào giờ cao điểm, góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng, giảm tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường nối đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Sở Giao thông Vận tải cho biết ước tính dự án đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có tổng mức đầu tư hơn 938 tỷ đồng, thời gian đầu tư trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027. Chi tiết sẽ có trong bài viết cấp thiết mở rộng đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trên báo Pháp Luật số ra sáng nay. Tin thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu do Chính phủ Thụy Sĩ và Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU thuộc Liên Hợp Quốc đồng tổ chức, phối hợp với 40 cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Sự kiện này nhằm mục đích thúc đẩy AI vì các ưu tiên phát triển toàn cầu như y tế, khí hậu, bình đẳng giới, thịnh vượng toàn diện và cơ sở hạ tầng bền vững. Nhân loại đang học cách khai thác trí tuệ nhân tạo vì lợi ích chung, đồng thời tránh những rủi ro khủng khiếp mà nó gây ra như thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong mục Nhìn ra thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu kéo dài 2 ngày mang tên AI for Good khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ. Tại sự kiện năm nay, Doreen Borden-Martin, Giám đốc Liên minh Viễn thông Quốc tế Liên Hợp Quốc ITU đã ví von: chúng ta đã thả thần đèn ra khỏi chai và chúng ta đang chạy đua với thời gian trước những phát triển phi thường gần đây về AI. Theo bà, nhân loại đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để đưa AI phục vụ mọi người trên hành tinh. Trên 2.500 người tham dự hội nghị năm nay, trong đó có các quan chức chính phủ, chuyên gia và nhân vật có ảnh hưởng trong ngành AI. Các đại biểu cho biết, những tiến bộ trong AI tạo ra đang đẩy nhanh nỗ lực giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất của hành tinh như biến đổi khí hậu, nạn đói và phúc lợi. Phát biểu tại hội nghị qua video, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định AI đang thay đổi thế giới và cuộc sống của chúng ta. Ông nhấn mạnh, tiềm năng của công nghệ này trong việc cải thiện chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở vùng sâu vùng xa, tăng năng suất cây trồng và phát triển hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai.
Không phải lợi ích mà chính những rủi ro của trí tuệ nhân tạo mới đang khiến chúng ta mất ngủ. Rất nhiều điều đã được nói về quản trị AI trên các phương tiện truyền thông, trong giới học thuật, từ các công ty khởi nghiệp đến những gã khổng lồ công nghệ, từ chính quyền địa phương cho đến những tổ chức như Liên Hiệp Quốc. Làm thế nào để chúng ta quản lý công nghệ khi mà chúng ta vẫn chưa biết hết tiềm năng của chúng? Không có câu trả lời nào cho câu hỏi này. 20 năm trước, chúng ta đã từng kinh ngạc, hoài nghi về Internet và cách mà nó tác động đến nền kinh tế, xã hội và môi trường của chúng ta. Và sau hai thập kỷ, chúng ta vẫn đang vật lộn với những câu hỏi tương tự. Các công ty công nghệ đã đồng ý với một số cam kết mơ hồ rằng nếu thứ gì đó không an toàn thì họ sẽ không sản xuất nó. Câu hỏi sẽ là, cái gì không an toàn? Điều đó vẫn chưa được nói rõ, và có lẽ họ cũng chưa biết điều đó. Họ cần nói chuyện với nhau, nhưng tôi cho rằng nếu mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến văn hóa không thể theo kịp, họ sẽ thừa nhận rằng điều ấy không an toàn và sẽ ngăn chặn nó. Tôi muốn trở nên lạc quan. Quá khứ đã từng đề cập đến nhân bản con người và các công nghệ khác. Họ đã quyết định dừng lại vì nhân loại chưa sẵn sàng cho điều đó. Vì thế, tôi nghĩ điều tương tự sẽ xảy ra với AI. Thành công vượt bậc của ChatGPT chatbot AI của công ty OpenAI Mỹ ngay sau khi ra mắt năm 2022 đã châm ngòi cho một cuộc chạy đua trong lĩnh vực AI. Các công ty công nghệ trên toàn thế giới đổ hàng tỷ đô la Mỹ để phát triển các mô hình của riêng họ. Mô hình AI tạo sinh có thể tạo văn bản, ảnh, âm thanh và thậm chí cả video từ các yêu cầu đơn giản. Những người ủng hộ cho rằng đây là bước đột phá sẽ cải thiện cuộc sống và hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những người chỉ trích cảnh báo rằng AI có thể bị lạm dụng trong nhiều tình huống khác nhau, dẫn đến việc tạo ra những tin tức giả mạo. Theo bà Doreen Bodan-Martin, Giám đốc Liên minh Viễn thông Quốc tế Liên Hiệp Quốc, AI nắm giữ tiềm năng to lớn, cả thiện lẫn ác, và việc bảo mật hệ thống AI là điều cần thiết. Theo bà, việc lạm dụng AI có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tâm thần của giới trẻ và đe dọa đến an ninh mạng. Giám đốc OpenAI Sam Altman, người đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới sau khi phát hành ChatGPT vào năm 2022, thừa nhận tiến bộ công nghệ này có thể mang đến những nguy hiểm. Phát biểu qua liên kết video, ông cho biết an ninh mạng hiện là mối quan tâm lớn nhất liên quan đến những tác động tiêu cực tiềm tàng của AI. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, từ góc độ phát triển lịch sử của các công nghệ mới, AI nhìn chung được coi là an toàn và mạnh mẽ, và khó để đề xuất các quy định nhằm hạn chế sự phát triển của nó. Một trong những trọng tâm của Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về AI vì lợi ích về sau là làm thế nào chúng ta có thể phát triển các tiêu chuẩn để chống lại thông tin sai lệch và tin giả sâu. Và bạn có những kỹ thuật khác nhau cho việc đó. Vì vậy, ví dụ, bạn có đánh dấu bản quyền watermark, chữ ký vô hình hoặc dấu vân tay kỹ thuật số. Đó có thể là cơ sở cho biết liệu đó là sản phẩm do con người sáng tạo hay là do AI tạo ra. Bạn cần phải đảm bảo rằng người xem biết điều gì là có thật hay không. Và một lần nữa, đây là yêu cầu minh bạch mà chúng tôi đưa ra trong khuyến nghị của UNESCO để đảm bảo rằng bạn thông báo cho mọi người những gì họ đang thấy là sản phẩm do AI tạo ra. Nhiều quốc gia đang xem xét việc cấm kỹ thuật giả mạo sâu deepfake để đảm bảo rằng chúng ta không tạo ra sự nhầm lẫn, và đặc biệt là trong năm bầu cử 2024, rất nhạy cảm này. Một trong những mối quan tâm lớn nhất là quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng. Dù đã có những quy định về vấn đề này, nhiều công ty vẫn phớt lờ khi thu thập dữ liệu cá nhân. Giới chuyên gia lo ngại tình trạng vi phạm có thể gia tăng khi con người sử dụng AI nhiều hơn, nhiều hoạt động trong cuộc sống hàng ngày đã trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn đặt ra những thách thức lớn, trong đó có phương thức tương tác với con người. AI có thể hoạt động độc lập dựa trên lập trình bởi con người. Trong trường hợp được sử dụng với mục đích sai trái, công nghệ này có thể gây ra những hậu quả khó lường như thao túng xã hội dư luận hay phát tán những thông tin không chính xác. AI có thể tham gia vào tất cả các phương pháp lan truyền thông tin sai lệch. Vì vậy, mặc dù nhận dạng deepfake là một phần của giải pháp, nhưng nó không phải là giải pháp toàn bộ. Các chính phủ và tổ chức khác gần đây đã gấp rút thiết lập các biện pháp bảo vệ và quy định xung quanh việc sử dụng AI. Làm thế nào để chúng ta tạo ra các hệ sinh thái đổi mới nhưng cũng phù hợp với nhân quyền? Nó đòi hỏi sự khuyến khích, đầu tư, chính sách, nhưng cũng đòi hỏi quy định của pháp luật rằng khi có sai sót thì ai đó phải chịu trách nhiệm. Chúng ta cần nâng cao năng lực của các chính phủ trong việc định hình chúng, năng lực của cộng đồng trong việc sử dụng chúng, năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc khai thác chúng.
chúng để câu chuyện về AI không phải là một câu chuyện về sự bất bình đẳng và đảm bảo tính toàn diện. Các nghiệp đoàn và hiệp hội cũng đề nghị các nhà cung cấp công nghệ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những nội dung do AI tạo ra, đặc biệt đối với hành vi vi phạm bản quyền. Các công ty công nghệ có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm của họ an toàn trước khi công bố. Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc cho biết Việt Nga muốn với cơ quan này rằng việc khởi động lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine sẽ không thực tế và thậm chí nguy hiểm. Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Grossi, Nga không có kế hoạch bỏ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do nước này kiểm soát ở miền nam Ukraine. Và trong cuộc họp tuần qua, phía Nga muốn khởi động lại nhà máy này ở một thời điểm chưa xác định. Ông Grossi cho rằng điều này mang lại nhiều rủi ro. Nhà máy này đã nhiều lần rơi vào tình trạng giao tranh kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và chiếm giữ cơ sở này ngay sau đó. IAEA thường xuyên bày tỏ sự cảnh báo về nhà máy này trong bối cảnh lo ngại về một thảm họa hạt nhân tiềm ẩn. Ông Grossi cho biết các hoạt động quân sự phải chấm dứt và nguồn cung cấp điện bên ngoài phải được đảm bảo để nhà máy hoạt động trở lại. Tổng giám đốc IAEA cũng cho biết cơ quan này không có niềm tin vào Iran khi hai bên đàm phán về cách thực hiện thỏa thuận đạt được vào năm ngoái nhằm mở rộng thanh tra chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của nước này. Ông Grossi trước đây cảnh báo rằng Tehran có đủ uranium được làm giàu đến mức gần cấp độ vũ khí để chế tạo nhiều bom hạt nhân nếu họ chọn làm như vậy. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình. Nông dân Tây Ban Nha đã chặn đường cao tốc ở biên giới nước này và Pháp trong ngày 3 tháng 6, vài ngày trước khi khoảng 400 triệu công dân thuộc Liên minh châu Âu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nghị viện khối này. Hàng trăm nông dân đã lái máy kéo của họ ra đường cao tốc A7 và làm tắc nghẽn cửa khẩu, tiếp nối các cuộc biểu tình tương tự trên toàn Liên minh châu Âu EU hồi đầu năm nay để phản đối điều mà họ gọi là luật canh tác không công bằng và cạnh tranh không lành mạnh của khối này. Chúng tôi đến đây vì một lý do đơn giản, đó là đạt được chủ quyền về lương thực, xóa bỏ quan liêu và đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi có giá trị, bởi vì họ đang nhập khẩu sản phẩm từ các nước thứ ba với những nguyên liệu mà Liên minh châu Âu đang cấm chúng tôi sử dụng. Từ đó chúng tôi không thể cạnh tranh được. EU gồm 27 quốc gia thành viên đã làm suy yếu một số phần trong chính sách môi trường của họ, bao gồm việc loại bỏ mục tiêu cắt giảm khí thải nông nghiệp khỏi lộ trình khí hậu năm 2040. Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 6. Hầu hết các quốc gia trong khối sẽ bỏ phiếu vào ngày 9 tháng 6. Ngày 3 tháng 6, một người đàn ông đã bị bắt giữ tại thủ đô Bucharest của Romania sau khi ném bom xăng vào đại sứ quán Israel. Nhà chức trách cho biết người đàn ông 34 tuổi đã bị lực lượng chống khủng bố của cơ quan tình báo Romania bắt giữ trước khi cảnh sát đến hiện trường. Truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm là công dân Syria. Cảnh sát cho biết động cơ của nghi phạm là bất bình bởi cuộc chiến của Israel ở dải Gaza. Đại sứ Israel tại Romania, Roivan Aza cho biết lực lượng an ninh và cảnh sát Romania đã bắt giữ nghi phạm kịp thời và vụ tấn công không gây thiệt hại hay thương vong. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 5 người khác mất tích sau khi mưa lớn gây ra lở đất và lũ quét tại Sri Lanka vào Chủ nhật ngày 2 tháng 6, theo cơ quan chức năng địa phương. Lượng mưa lớn nhất được ghi nhận là 480mm tại khu vực trung tâm Sri Lanka, theo Cục Khí tượng Quốc gia. Mưa lớn gây lũ lụt tại 20 trong số 25 quận của quốc đảo này. Trong đó, 5 quận được ban bố tình trạng cảnh báo lũ lớn sau khi mực nước ở nhiều con sông đạt mức báo động, theo cơ quan quản lý thiên tai Sri Lanka. Theo báo cáo của cơ quan chức năng Sri Lanka, các trận mưa dữ dội làm ngã nhiều cây cối, đường dây điện bị đứt và gây mất điện, làm ảnh hưởng đến hơn 40.000 người. Dân số Maldives tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Điều này đã phần nào làm trầm trọng thêm bài toán rác thải nhựa ở hòn đảo xinh đẹp này. Tuy nhiên, chính những người dân bản địa đang chung tay giải quyết bài toán này. Maldives là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, hoang sơ và gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây ngày càng được đông đảo du khách ghé thăm, cùng với dân số bùng nổ, khiến mỗi năm hòn đảo này thải ra 43.000 tấn rác nhựa. Quản lý rác thải nếu không triển khai nhanh, thì Maldives sẽ không thể nào quay trở lại được vẻ đẹp hoang sơ trước kia.
rác thải từ du lịch đang đè nặng lên môi trường nơi đây. Ngoài việc triển khai cấm các đồ nhựa dùng một lần, rất nhiều nhóm tình nguyện viên và tổ chức môi trường đã thu gom vỏ chai, rác thải dọc khắp bờ biển. Rác thải thu gom được, sau đó sẽ tái chế đúng cách. Rất nhiều tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác đã cùng với chúng tôi ngăn chặn vấn nạn rác thải nhựa. Hy vọng rằng mỗi cá nhân sẽ góp phần giúp hòn đảo ngày càng xanh hơn. Sự vào cuộc của chính quyền cùng người dân, khách du lịch đang phần nào giúp vơi đi rác nhựa và có thể tái chế chúng thành vòng đời mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Xin kính chào tạm biệt.